Rồi nếu như bạn là người quản lý cái nhóm code đó thì bắt đầu bạn sẽ phân việc. Rồi nếu như bạn là người quản lý cái nhóm code đó thì bắt đầu bạn sẽ phân việc. Nếu nhóm có 10 người đúng không ạ, thì 3 người đầu tiên là cho họ viết cái module bán hàng này. 3 người tiếp theo cho làm cái module báo cáo. 2 người tiếp theo làm cái module công nợ. 2 người tiếp theo làm cái module kho. Đó các bạn chia việc như vậy đó. Thì bắt đầu từng nhóm họ vô họ làm các bạn. Mình ví dụ như cái nhóm bán hàng này nghe. Trong này họ code rất là nhiều cái hàm trong này. Mình ví dụ như mình viết một cái hàm đơn giản thôi. Đó là trả về cái tổng doanh thu này. Rồi mình sẽ ghi in t get tổng doanh thu. Rồi. Mình sẽ return về cho một con số nào bất kỳ các bạn nghe. Đúng rồi, ở đây phải lấy từ cơ sở dữ liệu các bạn. Nhưng ở đây mình ví dụ cho nhanh mà, đúng không? Rồi mình sẽ copy cái này xuống ở cái hàm này các bạn. Mình ví dụ như get tổng doanh thu theo hàng hóa, đúng không? Rồi điền vô một cái gì đó, cái mã hàng đây. Đây rồi, và trả về cho một con số. Rồi các bạn, đó là nhóm thứ nhất bán hàng họ viết các bạn. Thì bao nhiêu hàm họ viết ở trong này hết các bạn nghe. Rồi rồi, đó là nhóm bán hàng. Tiếp theo các bạn, nhóm báo cáo đi. Rồi quay qua báo cáo lãi lỗ. Trong cái class lãi lỗ này các bạn, mình sẽ viết ra một cái hàm public nghe. Static int get lãi lỗ chung. Rồi đúng mặt các bạn. Rồi mình sẽ return về một con số bất kỳ nghe. Đó, return để bằng rồi chấm phải các bạn. Rồi có rất là nhiều hàm ở trong cái lãi lỗ này các bạn nghe, nhưng mình ví dụ một hàm thôi. Rồi tiếp theo cái nhật ký bán hàng này các bạn, mình sẽ copy cái này xuống, mình đổi tay cho nó nhanh. Rồi mình get là tổng doanh thu theo quý. Rồi như thế các bạn, mình đổi con số lại. Hai cái công nợ và kho cũng tương tự như vậy các bạn. Thì họ cái nhóm quản lý cái này họ sẽ vô đây họ code các bạn. Nhưng để cho nhanh thì mình sẽ không code ở trong này nghe. Bây giờ mình sẽ quay qua cái program man đi. Rồi thì bạn là người quản lý dự án, sau khi các nhóm họ code xong rồi các bạn, ở đây các bạn gõ này phần mềm bán hàng các bạn, chấm cái các bạn. Đó các bạn thấy điều gì xảy ra không? Rất là rõ luôn, bán hàng từng nhóm luôn các bạn. Đó, ví dụ nhóm bán hàng này các bạn biết đúng không, họ viết cái gì đúng không, tích vô các bạn, chấm cái nữa. Đó, nhật ký bán hàng chi tiết, nhật ký bán hàng chung, đúng không ạ? Thì bây giờ coi cái nhật ký bán hàng chi tiết cái nhóm họ viết cái gì hôm nay, chấm cái các bạn. Rồi các bạn thấy không, gác tổng doanh thu theo hàng hóa. Đây các bạn, những cái từ này mình viết bị sai, để mình chuyển tới mình sửa lại nghe. Go to define. Rồi các bạn, rồi mình thoát đi. Rồi ở chỗ này là hàng hóa nghe. Rồi mở ngoặc đóng ngoặc. Đó, truyền vô cái mã hàng các bạn, ví dụ như H01 đi, chấm phải. Rồi cái này nó trả về cho mình một kiểu in đúng không? Thì bây giờ mình sẽ khai báo cái kiểu in tổng doanh thu bán hàng bằng cho. Đó, bạn là người quản lý, bạn sẽ gọi cái hàm và lấy kết quả thôi, chứ bạn không cần biết bên trong viết cái gì hết đúng không? Rồi tiếp theo các bạn, mình ví dụ cái ví dụ tiếp theo nghe. Cũng cái module nhật ký bán hàng chi tiết này nghe, mình sẽ vô chấm này. Rồi bây giờ mình vô cái báo cáo này, có lãi lỗ chấm các bạn. Rồi bây giờ coi có hàm gì, get lãi lỗ chung. Rồi ok, mở ngoặc đóng ngoặc chấm phải. Rồi mình sẽ khai báo một cái biến int lãi lỗ chung bằng cho. Rồi thì sau khi có giá trị xong rồi các bạn có thể in ra các bạn. Mình sẽ in ra một cái để các bạn xem nghe. Rồi ví dụ ở đây mình ghi là tổng doanh thu bán hàng 2 chấm các bạn. Rồi mình sẽ cộng với cái này nghe. Rồi dòng tiếp theo các bạn lấy cái lãi lỗ chung đúng không? Rồi mình sẽ copy cái biến này xuống. Rồi các bạn mình trả lên. Rồi các bạn xem kết quả này. Đây các bạn thấy không? Nó đã lấy được những con số này, tổng doanh thu bán hàng này, lãi lỗ chung này. Đó, mình sẽ vô đây mình sẽ go to define đến cái code các bạn xem nghe. Đó các bạn thấy chưa? Đó, nó trả về con số này này. Thì nếu như khi code dự án thực tế thì ở đây nó sẽ liên kết tới SQL Server hoặc là bất kỳ cái cơ sở dữ liệu nào các bạn, nó tính toán xong rồi nó mới trở về giá trị nghe. Ở đây mình demo để cho nhanh gọn các bạn dễ hiểu. Thì các bạn đã thấy cái tầm quan trọng của cái name spider rồi đúng không ạ? Đó, nó giúp cho việc quản lý code rất là dễ, rất là khoa học. Đó, thì các bạn làm nhiều người đúng không ạ?
mỗi người là một module và ráp vô thôi. Rồi mình sẽ đi giải quyết cái câu hỏi thứ nhất này. Khi lập trình không cần name space được hay không? Thì câu trả lời rất là phũ phàng các bạn. Được, không cần name space là cũng được bình thường hết, không sao hết. Như vậy thì các bạn thấy không? Ông C-Sharp ông làm ra cái name space để làm cái gì? Rồi bây giờ mình nói tại sao được. Mình phải qua mình làm thêm một cái ví dụ nữa để bạn xem nghe. Rồi bây giờ mình kích chuột phải các bạn, new file, mình thêm một cái module nữa nghe. Bây giờ mình thêm một cái module nữa là xử lý lỗi đề. Rồi add vô cái các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ không cần cái name space, mình xóa đi, các bạn thấy thế nào? Rồi mình sẽ đổi ra public nghe. Rồi các bạn xuống đây, các bạn viết một cho mình một cái hàm nghe. Public static string get lỗi. Rồi các bạn sẽ return về một cái gì đó bất kỳ thì return. Rồi mình ghi là không có lỗi đi thì chấm chấm chấm. Rồi các bạn. Rồi các bạn xem này, cái này không có spy đặc biệt nghe. Thì các bạn xem qua cái này truy cập có được hay không. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập thử nghe. Xử lý lỗi đo, các bạn thấy không? Bình thường, truy cập bình thường không sao hết. Đúng không ạ? Get lỗi này. Đó, như vậy thì khi viết phần mềm không cần name spy cũng được, không sao hết. Câu hỏi thứ hai là name spy nó giúp cho lập trình viên điều gì? Đó thì điều gì là mình đã làm cái ví dụ hồi nãy các bạn không? Chia ra từng module. Bán hàng, báo cáo, công nợ, kho. Đó, như vậy nó sẽ giúp cho các ông quản lý dự án ấy, các ông chủ chốt để làm ra cái phần mềm ấy, ông quản lý code dễ dàng hơn. Đó, việc đặt tên gọi rất là dễ đúng không? Truy cập để gọi hàm này đó, phần mềm bán hàng chấm module bán hàng, rồi phần mềm bán hàng chấm module báo cáo, rồi trong module báo cáo có cái class gì thì chấm cái nó đủ thôi. Đó. Rồi các bạn quay qua lại lý thuyết một tí nghe. Đây. Nó giúp cho việc quản lý code dễ dàng này, dự án phần mềm lớn, nhiều người cùng tham gia. Và trong C-Sharp nó có một số namespace hệ thống như thế này các bạn xem này. Thường là system các bạn này. Chấm này, mat là những cái hàm toán học các bạn. Đó thì ông Microsoft ông chỉ định cho một cái nhóm nào đó chuyên lập trình cái hàm này. Các bạn thấy không? Rồi trong cái namespace mat này các bạn, nó có những cái hàm về toán học, ví dụ min mat này, trị tuyệt đối này, đó, singleton code gì đó, rất nhiều đúng không? Rồi ngoài ra nó có một cái namespace rất là hay dùng các bạn này, IO các bạn. Đó là chuyên về xử lý file các bạn, file là file test. Thì mình là người sử dụng thì mình chỉ việc kế thừa mình sử dụng thôi các bạn. Và những cái xử lý file này mình sẽ nói tiếp theo ở những video tiếp theo. Rồi đến đây thì qua cái ví dụ này thì các bạn đã hiểu một phần nào về cái namespace rồi đúng không ạ? Nếu các bạn mới nghiên cứu lý thuyết thì các bạn thấy cái namespace nó còn mông lung. Trước khi các bạn vô làm phần mềm thực tế rồi các bạn sẽ thấy cái namespace này nó rất là hay. Đó, như mình làm phần mềm lâu năm rồi thì bây giờ làm không có namespace mình làm không được các bạn. Mình thấy nó rất là khó quản lý nếu như không có namespace. Đó, nhưng mà mình đã ví dụ cho các bạn một cái thôi, không có namespace chạy vẫn được. Thì mình khuyên các bạn là mới học C-Sharp thì mình cũng phải tập làm quen với cái namespace này. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài học mới nhất về C-Sharp của mình. Mình là Nhật, chuyên dạy về lập trình C-Sharp từ cơ bản cho đến nâng cao.